khi có em bé đó và sanh em bé xong thì Kim Anh lên tới 81 kg, lên tới 81 kg. Và uống cái này Kim Anh nói trước luôn là cái viên uống giảm cân của Nhật Kim Anh á là phải uống, có nghĩa là điều độ, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là mình phải kết hợp với lại mình phải hạn chế ăn uống nè, và nó chất béo, chất bột đó. Tại vì cái này của cái sản phẩm viên uống giảm cân này của bên Nhật Kim Anh đó là hoàn toàn an toàn. Mà cái gì an toàn thì cả nhà cũng biết mà, nó không kiểm soát bộ não của mình, nó không làm cho mình bị mất ngủ, không làm cho mình bị thức trắng hay là bị mệt mỏi hay gì cả. Mà viên uống giảm cân an toàn của Nhật Kim Anh nó không xuống nhanh xuống liền nha. Những ai mà muốn uống viên uống uống giảm cân mà phải xuống nhanh xuống liền thì thật sự Kim Anh không nói là 7 ngày sau giảm cân. Cái này ít nhất cũng phải các bạn phải uống hết một hộp. Tại vì sao? Nó chỉ chiết xuất rất là tự nhiên thôi, từ hạt guarana nè, rồi từ tảo bệ xanh nè và trà xanh, để giúp cho mình đào thải những cái lượng mỡ nhất định ở trong cơ thể mình ra ngoài nha. Và đã nói tới giảm cân an toàn, và đặc biệt cái giảm cân của bên Laura Sunshine là sản xuất tại Pháp, tại nước Pháp nha cả nhà nha, tại nước Pháp chứ không phải là mình sản xuất ở Việt Nam hay là như thế nào hết. Và qua kiểm nghiệm và chứng minh lâm sàng một cách nghiêm ngặt thì Kim Anh mới sản xuất, và cũng rất lâu rồi bây giờ Kim Anh mới sản xuất đó. Nhớ nha cả nhà nha, đây là một dạng super slim, nó làm cho mình rất ốm, nhưng với điều kiện các bạn uống, thứ nhất uống lâu dài vẫn ok, tại vì nó là chiết xuất từ hạt guarana và tảo bệ xanh và tinh chất trà xanh thôi, chứ nó không có một cái thành phần có hại hay gây nguy hiểm đến ung thư của mình nha cả nhà. Các bạn có thể liên hệ đến đến các nhà phân phối hoặc là các đại lý để mà mình mua giảm cân liền nha, đã có rồi nha cả nhà nha.